Nếu không có thời gian đi du lịch ở mấy chỗ xa xa thì mình chỉ cần một cái chỗ ngủ mới lạ vòng vòng trong Sài Gòn thôi thì cảm giác nó cũng rất là hay ho rồi đó. Cái phòng thì nhỏ gọn, thành ra ở hai người thấy ấm cúng lắm. Tivi thì cài sẵn cái tài khoản Netflix rồi, mấy bà chỉ cần chiêu thôi. Cái không gian bếp thì tôi thấy rất là tiện nghi nha, người ta đã chuẩn bị sẵn nồi và nước rửa chén cho mình luôn rồi. Có bình đun siêu tốc với bếp điện từ nữa nè, nửa đêm có đói thì còn nấu mì gói mà ăn. Cái thằng cha ghệ Đài Loan mà tôi đang cặp á, không biết làm sao mà chả tìm được cái phòng này hay thiệt, tại nó nằm ở trong một cái chung cư quận nhất á, dễ đi lắm. Buổi tối ngoài ban công á thì hơi nực do là cái cục nóng của máy lạnh nó phà ra, nhưng mà cái ánh đèn lập lòe nhìn thơ lắm nha. Còn buổi sáng thì mình quậy một ly cà phê cũng ngồi ngay cái ban công đó, nhìn xuống đường thì thấy xe cộ qua lại tấp nập, mà ở đây là không có sợ đói nha, thò cái chân ra đường vài bước là có đồ ăn tha về nhà ăn lai gai rồi đó. Mặc dù đây là một cái tòa chung cư cũ nhưng mà đối với cái phòng này người ta đã làm lại hết trơn rồi, thành ra mình thấy rất là ngăn nắp và tiện nghi, đặc biệt không có bị mùi hôi mốc nha. Trải nghiệm tâm linh cũng là một cái điều mà tôi rất lưu ý, là khi ngủ ở đây tôi không có nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ, ngủ một giấc liền mạch từ tối tới sáng luôn. Hy vọng là cái kỳ nghỉ lễ này